Dung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam thành đến tỉnh cùng với Thi Nhung và phần phụ đọc của Quang Hùng. Và sau đây là những bản tin chi tiết. Cảnh báo tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục tại Việt Nam. Thưa quý vị, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, số lượng trẻ em trên toàn Việt Nam là gần 25 triệu em, chiếm gần 26% tổng dân số cả nước. Song từ đầu năm 2015 cho đến giữa năm 2019, tại Việt Nam đã có 8.442 vụ xâm hại trẻ em được tiếp nhận xử lý, với khoảng 8.709 trẻ bị xâm hại. Đáng lưu ý, trong 6 tháng đầu năm 2019, số trẻ em bị xâm hại tăng mạnh, với khoảng 1.400 trẻ bị xâm hại. Các vụ xâm hại trong thời gian qua đã khiến cho 337 trẻ tử vong, 418 trẻ bị xâm hại tình dục dẫn đến có thai, 193 trẻ bị rối loạn tâm thần, 375 trẻ bị thương tật và 180 trẻ phải bỏ học. Đáng lưu ý, ngoài các hình thức trẻ em bị xâm hại nêu trên, còn có hơn 790.000 trẻ em lao động trái pháp luật, gần 157.000 trẻ bị bỏ rơi và khoảng 14.000 trẻ em dưới 15 tuổi bị tảo hôn. Điều đáng nói, các số liệu nêu trên vẫn chưa phản ánh được đầy đủ tình hình thực tế, do có nhiều trường hợp trẻ em bị xâm hại nhưng chưa được phát hiện, chưa kể đến việc theo dõi và thống kê của nhà cầm quyền vẫn còn nhiều sai sót. Chính quyền ở Sài Gòn tiến hành chọn lựa các thiết kế kiến trúc cho nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm. Vào ngày 27 tháng 4, chính quyền thành phố Sài Gòn cho biết đang tiến hành tổ chức một cuộc thi nhằm để tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cho công trình nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch tại khu đô thị mới Thủ Thiêm ở quận 2. Phương án được tuyển chọn phải là thiết kế mang tính biểu tượng đặc trưng riêng của Sài Gòn, đồng thời phải tạo được sự hấp dẫn và thu hút khách du lịch tham quan khi đến đây. Nhà hát cũng phải đáp ứng các điều kiện để tổ chức được các chương trình mang tính quốc tế. Bên cạnh đó, thiết kế cũng phải có tính đa dụng, nghĩa là phải bao gồm cả những khu vực để có thể tổ chức triển lãm hoặc các buổi hội thảo và hội nghị. Khu quảng trường, công viên phía trước nhà hát phải khai thác tối đa mặt tiền bờ sông và công viên nhiều tầng. Đặc biệt, cần khai thác tối đa tầng hầm, đồng thời kết nối không gian ngầm với các công trình lân cận. Được biết trước đó, vào tháng 10 năm 2019, tại kỳ họp bất thường của chính quyền Sài Gòn, giới hữu trách đã thông qua dự án xây dựng nhà hát giao hưởng nêu trên với tổng mức đầu tư hơn 1.508 tỷ đồng. Bản tin từ Sài Gòn cho biết đã xuất hiện dịch bệnh sốt xuất huyết trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn chưa kiểm soát được. Thưa quý vị, trong tuần qua thì giới hữu trách ở thành phố Sài Gòn ghi nhận có 4 ổ dịch sốt xuất huyết, tăng nhẹ so với trung bình 4 tuần trước đó, song đã giảm gần 70% so với cùng kỳ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sài Gòn vào ngày 27 tháng 4 cho biết đã có 121 ca sốt xuất huyết trong tuần qua, không có người tử vong. Các ổ dịch hiện đã được xử lý. Được biết hiện nay các tỉnh phía Nam đang chuẩn bị vào mùa mưa. Đây là mùa của dịch bệnh sốt xuất huyết lây lan do môi trường thuận lợi để lăng quăng, bọ gậy sinh sôi phát triển gây bệnh. Ngành y tế khuyến cáo bên cạnh việc giãn cách xã hội phòng chống COVID-19, người dân cũng cần phải phòng ngừa dịch sốt xuất huyết trong thời gian này. Trong khi đó, theo ghi nhận thì các bệnh theo mùa như là tay chân miệng và sởi đã giảm mạnh. Nguyên nhân được cho là do học sinh nghỉ học từ đầu năm để phòng ngừa COVID-19, nên những căn bệnh này đã giảm thiểu đáng kể trong việc lây lan. Thưa quý vị, bản tin đánh đi từ Huế cho biết cơn mưa lớn đã gây thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng. Chính quyền Thừa Thiên Huế vào hôm 27 tháng 4 cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên trong 2 ngày 24 và 25 tháng 4, tại tỉnh này đã có mưa to đến rất to kèm theo dông lốc. Lượng mưa phổ biến từ 57 cho đến 175mm. Đợt mưa tập trung tại khu vực đồng bằng và nội đồng kết hợp với triều cường khiến khoảng 16.000 hecta lúa tại các địa phương bị ngã đổ và ngập đến 0,3m. Đây là số lượng lớn lúa đã chín, sắp thu hoạch hoặc đang thu hoạch. Nơi bị thiệt hại nặng nhất là huyện Phong Điền, huyện Quảng Điền, Phú Vang và thị xã Hương Thủy. Được biết trước đó, trong đợt mưa từ ngày 12-13 tháng 4, cũng đã có hơn 14.000 hecta lúa tại các địa phương bị hư hại. Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, hai đợt mưa lớn đã làm giảm khoảng 15% năng suất lúa trên tổng diện tích gieo cấy. Sản lượng bị thiệt hại ước tính khoảng 270.000 tấn, tương ứng khoảng 150 tỷ đồng. Chưa kể chi phí để giải quyết việc ngập úng cho diện tích bị ảnh hưởng lên đến 831 triệu đồng. Bản tin từ Tiền Giang cho biết hai vợ chồng đã lãnh án vì hành hạ mẹ già.
Truyền thông trong nước hôm 27 tháng 4 loan tin Võ Quốc Tuấn, 56 tuổi cùng với vợ đã bị phạt lần lượt là 3 năm và 2 năm 6 tháng tù giam vì đánh đập mẹ già đáng trí. Vụ việc vừa được Tòa án huyện Chợ Gạo tiến hành xử sơ thẩm trong buổi sáng cùng ngày. Theo cáo buộc từ tòa án, thì vào 2 tháng trước, bà Phạm Thị Loan, 57 tuổi, trong lúc thay tã cho mẹ chồng 88 tuổi đang nằm trên giường, đã dùng tay đánh đập cùng với những hành động tỏ thái độ bực tức. Ông Tuấn là chồng bà này đang chứng kiến, song không can ngăn, trái lại còn cầm cây roi gõ lên lưng mẹ rồi bế bà cụ ra nhà sau. Sau khi video vụ hành hạ lan truyền trên mạng ngày 25 tháng 2, cơ quan chức năng xác minh, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do bà cụ tuổi cao, đản trí nên việc sinh hoạt cá nhân hàng ngày không theo ý muốn của vợ chồng con trai. 4 hôm sau, ông Tuấn và vợ bị bắt giữ. Tại tòa, họ thừa nhận trong lúc tức giận đã có hành vi ngược đãi mẹ ruột, mong được khoan hồng để sớm trở về nhà. Tuy nhiên, giới hữu trách xét thấy hành vi của hai bị cáo trái với đạo lý, gây bất bình dư luận nên cần có biện pháp cách ly khỏi xã hội một thời gian. Tìm thấy thi thể cháu bé bị lũ cuốn trôi. Chính quyền ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu hôm 27 tháng 4 cho biết đã tìm thấy thi thể của cháu bé bị lũ cuốn trôi sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm. Thi thể của nạn nhân được tìm thấy ở khu vực cầu Nằm Vạc, cách nơi gặp nạn khoảng 50 km. Xin được nhắc lại, vào đêm 22 rạng sáng 23 tháng 4 đã xảy ra trận mưa đá, gió lốc và lũ quét tàn phá tan hoang một số khu vực tại tỉnh Lai Châu. Trong đó có 3 người ở xã Mù Sang bị lũ cuốn trôi. Hai nạn nhân đã được tìm thấy ngày 23 tháng 4, còn bé Ba Asin bị lũ cuốn mất tích. Lực lượng cứu nạn đã được huy động tối đa để tìm kiếm nhưng không có kết quả. Mãi đến khoảng 2 giờ chiều ngày 27 tháng 4, thi thể nạn nhân mới được phát hiện. Tin cho hay, trận mưa đá và lũ quét nêu trên đã phá hơn 2.400 nhà của người dân. Hàng trăm hecta hoa màu bị dập nát, thiệt hại ước tính lên 20 tỷ đồng. Bến xe miền Đông đã dời ngày khai trương do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thưa quý vị, bến xe miền Đông mới thuộc quận 9, thành phố Sài Gòn và tỉnh Bình Dương lại phải dời ngày khai trương cho đến khi hết dịch Covid-19. Quyết định nêu trên vừa được chính quyền thành phố Sài Gòn chấp thuận sau khi tổng công ty Samco là công ty chịu trách nhiệm thi công bến xe này đưa ra đề xuất nêu trên. Trước đó, Samco dự kiến việc khai thác bến xe sẽ được thực hiện vào cuối tháng 4, 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên mọi hoạt động đành phải dừng lại. Trong thời gian đó, các cơ quan có thẩm quyền được yêu cầu giải quyết những kiến nghị của Samco về việc cấp giấy chứng nhận kinh doanh và một số giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu nhà ở và tài sản tại khu đất của bến xe. Theo đó, mọi thủ tục giấy tờ cần phải hoàn tất trước khi đưa bến xe miền Đông vào khai thác ngay khi dịch bệnh kết thúc. Được biết, bến xe miền Đông mới có diện tích gần 161.000 m². Bến xe này sẽ nhận chuyển hành khách đi từ Sài Gòn đến các tỉnh từ Quảng Trị trở ra các tỉnh phía Bắc. Bản tin từ Vĩnh Phúc cho biết một chiếc xe hơi đã lao xuống vực khiến cho 4 người bị thiệt mạng. Một chiếc xe 7 chỗ đi trên quốc lộ 2B hướng về Vĩnh Yên Tam Đảo đã bất ngờ va chạm với xe máy rồi lao xuống vực sâu 200 m. Tai nạn xảy ra lúc 2 giờ rưỡi chiều ngày 26 tháng 4 khiến 4 người thiệt mạng, trong đó 3 người trên xe hơi và 1 người đi xe máy. Một người đi trên xe hơi bị thương đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, sau khi xảy ra va chạm, xe hơi lao xuống dưới, còn xe máy nằm sát mép vực lan can phía ta luy âm bị hút gãy. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc hiện đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Bản tin từ Hà Tĩnh cho biết đã có 600 cây keo tràm bị chặt hạ. 600 cây keo lá tràm của một gia đình người dân ở huyện Hương Khê đã vừa bị kẻ xấu chặt đổ ngổn ngang. Ngày 27 tháng 4, chính quyền địa phương cho biết sau gần một tuần điều tra đã xác định được thủ phạm gây ra vụ việc nêu trên. Đối tượng này được xác nhận là một người dân sống gần đó, nguyên nhân do tranh chấp đất sản xuất. Xin được nhắc lại, trước đó ngày 24 tháng 4, gia đình này khi lên thăm rừng keo lá tràm cách nhà riêng khoảng 1 cây số đã phát hiện 600 gốc cây bị chặt gốc, bóc vỏ nham nhở, nhiều cây bị đốt cháy. Trong số này có 300 cây keo cao hơn 5 mét được trồng 8 năm trước sắp thu hoạch. Số còn lại là cây nhỏ cao gần 1 mét mới trồng vài tháng. Chính quyền cho biết hiện lực lượng chức năng đang giám định thiệt hại tài sản, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để giải quyết sự việc theo quy định.
Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam Thành đến tỉnh cùng với Thi Nhung và phần phụ đọc của Quang Hùng. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.